may là kẹo giữ một kẹo nhanh nha. Ê, cái gì đấy? Câu đi qua cơ. Uê, liệu choáng rồi đi nghe mày. Vãi hàng. Mù mắt kẹo rồi. Vãi men. À đủ. Làm sao đấy hả? Cái đậu xanh này. À, coi chừng anh vứt vỡ đầu nha. Coi chừng nha em ơi. Xong luôn. Chính kêu anh em. Hello anh em, hiện tại thì kẹo đang livestream ở trên Facebook nha mọi người. Các bạn tìm kiếm với từ khóa đó là Sĩ Kẹo này. Anh em click vào page Sĩ Kẹo 62.000 người thích nha anh em. Các bạn nhớ là hãy thích trang cũng như là bật chế độ xem đầu tiên và bật thông báo cho bài viết nổi bật để ủng hộ cho kẹo nha. Cảm ơn mọi người nhiều. Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại kênh của Sĩ Kẹo nha anh em ơi. Và vẫn là kẹo đây. Các bạn là sáng nay là kẹo có chôn anh em một chút xíu. Anh em có nhớ là sáng kẹo chôn gì không nhỉ? Đó là mình bảo là mình sẽ nghỉ làm YouTube và mình sẽ đi chạy Grab anh em ơi. Nhưng mà thông tin đó là hoàn toàn là không phải sự thật đâu nha. Chỉ là một cái màn chôn của Sĩ Kẹo dành cho anh em thôi. Đấy, hôm nay mình giả vờ làm chủ tịch thử lòng anh em xem là anh em như nào. Chắc là anh em không nghĩ đây là một cú lừa phải không nào. Ui, bố mẹ còn gọi điện cho mình như kiểu là ui, bữa nay đi chạy Grab có vất vả không con, các kiểu luôn cơ mà anh em. Đấy nên là anh em bị mắc lừa cũng là một điều bình thường thôi. Thì sau khi làm một cái video show như vậy thì mới thấy là tình cảm của anh em dành cho kẹo rất là nhiều luôn nha mọi người ơi. Vẫn đang còn rất nhiều người yêu quý kẹo. Và kẹo chắc chắn là sẽ làm video đều đặn hàng ngày để cho mọi người coi nha. Hello, hình như là mình nghe thì tiếng người ở ngay căn nhà đối diện thì phải này. À đủ. Hello bạn ơi. Đây à, vai cả chỗ này. Làm sao đấy em ơi. À đủ. Thanh niên, làm gì vậy? Anh lại sợ chú quá cơ. Uầy, cái đậu xanh này ok này. One kill luôn anh em. Vậy nên là cái sự thật là về video cuối cùng của Sĩ Kẹo là không phải đâu nha anh em ơi. Vẫn sẽ làm nội dung YouTube hàng ngày, một ngày 2 đến 3 video đăng lên để cho anh em xem này. Rồi nha. Và tất nhiên là Kẹo xin chúc anh em một cái buổi tối vui vẻ nha. Rồi ok này. Đồ đạc hiện tại thì Kẹo đã có được một cái combo súng khá là ổn rồi. Chúng ta có M451 này, chúng ta có MP5 này mọi người. Mới được 1 kill thôi. Ngày hôm nay thì với cái bộ trang phục chó điên, phải nói là một cái bộ trang phục rất là hot. Nhưng mà lâu lắm rồi thì Kẹo không có chơi lại cái bộ trang phục này. Ok, xem như nào, cố gắng kiếm lấy top 1 luôn nhỉ anh em ơi. Ten ten. Vâng, combo rất là chuẩn. Hơn nữa chúng ta có AK, chúng ta có MP40 luôn nè. Vâng, AK với skin AK dùng lửa bắn cực kỳ là chất chơi người rơi. Cũng như là MP40 thì mình cũng có một cái skin cực kỳ là ngon lành cành đào anh em. Rồi nha mọi người. Hello. Quan trọng là hiện tại thì ở đây là Kẹo không thấy ai cả này. Xem như nào đi kiếm người thôi anh em ơi. Chứ mà không có người là hơi bị chán nha anh em. Hello. Các bạn đâu cả rồi? Không có mình thế nên là chuẩn bị là công thẳng lên luôn anh em nhở. À đây rồi. Đây rồi hả? Ôi bạn ơi, từ từ. Từ từ. Làm sao mà phải căng nhở? Có Kẹo ở đây rồi, đừng căng nha bạn ơi. Cứ bình tĩnh thôi nha. Ok, và mình lại phun cây máu đây. Ơ kìa. Sao đây em ơi? Solo không em? Nhây với Kẹo à? Tình nhây với Kẹo à? Tuổi gì em ơi? Uầy. Cái gì đấy? Sao đây em ơi? Xuống nhanh đi em. Xuống đây solo với Kẹo này. À đủ. Thanh niên rơm rơm này tuổi gì hả? À đủ. Xuống đây đi em ơi. Xuống đây đi em ơi. Nhây vãi trưởng ra nhở. Ê, thằng bé em vẫn đang ở trên anh em ơi. Ok luôn, như vậy Kẹo sẽ quyết định đó là nhây với nó luôn anh em ơi. Cần gì mà phải ngại gì bố qua nhà nó phải không anh em ơi. Kẹo là kẹo, cần hết luôn nha anh em. Nhưng mà anh em cứ phải bình tĩnh nhá. Chưa vội được. Xong. Xong đời thiên nhiên luôn. Thực sự là chia buồn với bạn ấy vì bạn ấy ra đi trong trận đấu này là hơi bị sớm nha anh em. Quá buồn luôn phải không nào. Đáng tiếc quá nhở. Rồi ok. Mình đổi qua Ska nha. Nói chung là đổi súng liên tục anh em ấy, vừa chơi vừa trải nghiệm và vừa luyện tập bắn súng luôn nhá. Bữa nay thì Kẹo không chơi một cây súng nào cố định nha. Như vậy thì hiện tại Kẹo mới chỉ có được 2 kill thôi. Vậy là đang còn tận 27 người chơi nữa trong vài đấu này. Khá là đông người chơi đây anh em. Hello. Phía này có ai không nhỉ? Mình không biết là trên có ai không nhở. Check mình cái đá đấy. Nói chung là phải hết sức cẩn thận phải không nào anh em. Nhiều khi là mình chơi cũng ẩu phết cơ. Uầy, không có ai. Chán ghê cơ mọi người. Mất công check mình các kiểu lên trên lại bảo không có ai. Vãi men thật. Ten ten. Hello anh em. Và anh em thấy ai chưa nhở? Vẫn còn lại 25 người chơi nữa. Một nửa số lượng người chơi trong bản đồ này thôi anh em ơi. Xem như nào, lượn lờ đi kiếm người cái nào. Vắng dã ma luôn. Vắng như này chơi gì hả mọi người. Tôi không sao, nói chung là từ từ rồi khoai sẽ như nha anh em.
từ từ rồi là kẹo xuống ăn cái nướng giáp đã. Chúng ta có giáp ba này, ui vãi men dính mì này. Thôi xong còn lại đúng tí máu mình chơi ẩu vãi nghe mây thế này chết dở rồi. Quấn cho nó full cây máu cái đã anh em ơi. Công nhận là kẹo chơi ẩu dã man luôn. Thế này là hỏng rồi anh em ơi. Toang hoang cửa nhà rồi. Toang cả rồi ông giáo ạ. Anh em ơi, nhắc nhở nhẹ nhàng đó là nếu như mà anh em thấy video của kẹo hay đừng quên đó là hãy like cũng như là chia sẻ video giúp kẹo nha. Cảm ơn tất cả fan yêu quý của kẹo nè. À đủ. Chưa thấy anh em ơi. À đây rồi. Thấy rồi. Bắn nhau gì mà ghê vậy hả? Ê, các bạn bắn nhau như phim hành động Mỹ vậy. Mình lại sợ các bạn quá cơ anh em. Làm sao ở đây đúng không? Căn nhà ba gian phải không nào? Ấy, bình tĩnh thôi. Làm sao mấy đứa này? Úi giời, áo đỏ chứng tỏ ca ve à? Anh lại phải ngại chụp quá cơ. Chạy đâu hả em ơi? Đây à? Úi giời, đây à? Xong luôn anh em. Ngon lành. Ui thế này chơi ngáo vãi nhở. Ok, có thêm một keo này anh em ấy lượm luôn. Anh em thấy là có ngon không ạ? Riêng kẹo thấy là hơi bị ngon nha anh em ơi. Có AWM hả? Ui. Thôi anh em ơi, đang chơi combo Scar với lại MP của mình ngon nên là sẽ không đổi qua AWM nha anh em. Phía này. Hello. Nó đang ngay trong nhà anh em ơi, bình tĩnh nào, thằng bé đang ngay cửa sổ đấy. Thằng bé này tính canh kẹo cơ. Tính chơi kẹo cơ, chơi kẹo làm sao nổi được hả? Nào, để coi nào. Nó ngồi ngay ở trong thôi anh em ơi. Cứ bình tĩnh này. Ui vãi. Anh ơi em sợ. Anh ơi em sợ. Anh làm gì mà bắn em căng vậy? Quay cái đậu này, vỡ đầu. Yes. Ngon không anh em? Úi dồi ôi. Nếu mà anh em thấy hay đừng quên đó là like cho video và chia sẻ video giúp kẹo nha anh em. Ngon lành. Và lúc này hiện tại trong ván đấu của chúng ta chỉ còn lại 13 người chơi nữa mà thôi. Ten ten. Tranh thủ đi kiếm thêm kill nào mọi người ơi. Mới được có 4 kill thôi à? Hôm nay chắc chắn là sẽ kiếm tầm khoảng là chục kill nha anh em. Kẹo là kẹo không hề nói sai với anh em luôn nha. Nói sai xóa kinh luôn, ngại gì nhở. Ten ten. Ơi anh em, vắng quá nhở. Hiện tại thì bo đang thu lại rồi nha mọi người. Đây, và kẹo vẫn đang tiếp tục đi tìm xem là ở ngoài này có người không nhở. À đi rồi. Đợi chú mãi này. Qua đây em ơi, đợi chú mãi này. Thôi xong này, dựng bom keo cơ. Ui, hẳn là dựng bom keo cơ. Ăn no liệu đi em ơi. Ui, chạy đâu hả? Chạy này, tích chạy không em ơi. Chạy đâu hả? Vâng, và 5 kill rồi anh em ơi, 11 người chân nữa nè. Thanh niên này tính chạy là chạy không nổi vì kẹo đâu nha anh em. Rồi ok, chúng ta đã có thêm được lựu đạn này. Và quan trọng là có chảo chơi mông anh em ơi. Đỡ bị địch bắn lủng mông. Có ngon không anh em? Ngon chứ nhở? Rồi ok, hiện tại thì cây Ska mình vẫn trang bị giảm thanh. Cơ bản là trang bị giảm thanh để bắn địch nó đỡ phát hiện vị trí anh em ơi. Đấy, tính năng hơi ngon phải không nào? Hoặc là để giảm thanh thì anh em có thể là chơi nhân vật Raphael. Nhưng mà kẹo không thích lắm. Kẹo chỉ thích Alok thôi anh em ơi. Nào, chưa thấy các bạn đâu cả này. Vắng quá nhở. À đi rồi, ui vãi. Phun sét đỏ luôn cả. Ui, đứng lại em ơi. Ơ kìa, chạy đâu vậy hả? Ây, chạy cơ, đứng lại em ơi, chạy đúng hả? Ây, lại còn dựng cả một keo nữa cơ. Mình nhớ một keo lắm anh em ơi, mình không lo đâu. Ăn lựu đạn đi em ơi. Chạy đúng hả em, ui vãi. Câu lựu lên cơ, câu lựu lên cơ. Vỡ đầu, yes, nhẹ nhàng. Ây da anh em ơi, bo thì ngày càng nhỏ rồi. Quan trọng là phải kiếm được nhiều kill nha các bạn ơi. Vâng. Từ ngày mà mình add tính năng của con nhân vật Paloma và đến bây giờ là trong trận đấu này mình có tận 11 túi máu luôn. Vãi không anh em. Có nhiều trận là mình loot đến tận là 20 túi máu luôn. Thì phải nói là nhân vật Paloma là một tính năng mà anh em nên add trong mỗi trận đấu Free Fire nhá. Nó giúp cho anh em lượm thêm được nhiều túi máu. Đơn giản là tính năng của nó giúp cho ba lô của chúng ta nó rộng hơn khi mà anh em lượm đạn súng trường mà. Ok. Chuẩn bị là lên phía trước này coi anh em ơi. Một đứa ngay trước mặt anh em nhìn thấy thằng bé trong UV chưa nhở? Đây ok. Chuẩn bị là qua vả nó được rồi anh em ơi. Ui, hình như là pha này hơi căng đấy. Pha này hơi căng đấy anh em ơi. Mình chạy kiểu như này lên trên là rất là dễ bị vỡ đầu nhá. Anh em thì căng chưa? Vãi. Anh ơi bình tĩnh anh ơi. Bình tĩnh anh ơi, làm sao mà căng hả? Anh ơi đừng căng thẳng với em thế, em sợ. Ui, ok ok. Ui, kiểu này là mình đang bị quay luôn anh em ơi. Bánh mì kẹp thịt rồi. Vãi cả chửi anh em ơi. Đang bị ba thêm đi quay luôn. Vãi lúa thế nhở? Mấy anh ơi em sợ. Rồi ok.
phải bình tĩnh để xử lý tình huống nha các bạn ơi. Rồi nhá, quấn đầy cây cái đã, đầy máu chơi game anh em chắc chắn là sẽ tự tin hơn rất nhiều nhá. Một đứa đang ở trên, đang đứng canh mình cả. Ui, rượu mông keo trông có vẻ là chuyên nghiệp đấy. Ui, làm sao, vỡ đâu. Yes, ok. Trên này có ai không đây? Ui, nữa hả? Úi dồi, làm sao? Coi chừng với đầu nha em ơi. Vãi hả? Phần này càng vãi rồi anh em ơi, phía sau kẹo cũng có người đấy mà. Ghê à nha. Vãi men. Đây à, đứng lại em ơi. Em ơi, đi đâu mà vội mà vàng hả em ơi? Đứng lại đi em. Đây à, à đủ này. Làm sao? Vô đây em ơi. Chạy đâu hả? Tính chạy sao nổi hả? Ok luôn anh em. 8 kill rồi. Còn lại 4 người chơi nữa anh em ơi, cố gắng là kill nốt chúng nó nhỉ. Ây, thế mà đã xong rồi. Còn lại 3 đứa anh em ơi. Tranh thủ loot thêm đồ xíu coi nào. Phải nói là bây giờ là mình đang có những trang bị rất là ngon rồi anh em ơi. Đấy, mũ 3 này, giáp chống nổ này, ba lơ ba này. Trang bị đồ của súng thì toàn đồ tím thôi anh em, thấy xịn sò không vãi nổi. May là kẹo giữ một keo nhanh nha. Ây, cái gì đấy? Câu đi qua cơ. Ui, liệu choáng luôn anh em ơi. Vãi hàng. Mũ mắt kẹo rồi. Vãi men. À đủ. Làm sao đấy hả? Cái đậu xanh này. À, coi chừng anh vứt vỡ đầu nha. Coi chừng nha em ơi. Xong luôn. 9 kill anh em. Còn hai thằng nữa này. Càng dã man luôn anh em ơi. Rồi nhá, bình tĩnh các bạn ơi, bình tĩnh các bạn ơi. Rồi nhá, ok. Bom keo mình lại có một keo rồi, hai quả một keo rồi. Mình đang muốn là sẽ lượm thêm một keo nhá. Ok. Chúng ta sẽ lượm thêm này mọi người này. Ui, lượm một keo trong sự lo lắng và hồi hộp. Rồi nhá, ok. 4x cũng có luôn nè. Vâng, trang bị luôn cho Scar này, quá ổn luôn phải không nào các bạn ơi. Hai thằng cuối này. À đây rồi. Đây có một đứa này. Chạy đâu hả em ơi? Vậy là phát hiện ra vị trí của một đứa rồi nha anh em ơi. Làm sao? Chạy đi đâu hả em ơi? Đứng đấy là chú không chạy lên trên được đâu. Đây à? Đây trên đấy hả? Có chừng nha em ơi. Ui, giữ một keo này. Mình có lựu đạn luôn này. Chạy đi em ơi. Thôi xong rồi anh em ơi. Thanh niên, lên bản điểm số nha em. Yes. Ok luôn, chết bằng lựu đạn luôn thằng cuối. Thằng cuối đây rồi anh em ơi. Căng thẳng quá nhở, run tay quá nhở, chảy hết cả mồ hôi tay rồi. Vãi game thật anh em. Đâu rồi? Thanh niên cuối cùng, bạn đâu rồi? Bạn đâu rồi, bạn ra đây, bạn solo với kẹo nào. Chưa thấy nó đâu luôn anh em ơi. Ui, hóng quá nhở. Làm sao? Thanh niên cuối cùng đâu? Uầy. Mình không biết là thanh niên cuối cùng đâu nữa rồi cơ anh em ơi. Chỉ thấy là hiện tại càng dã man nhở. À đủ. Đâu rồi bạn ơi? Bạn cứ làm mình hồi hộp và lo lắng quá nhở. Căng thật anh em ơi. Ra đây đi bạn ơi. Mình là mình không làm hại bạn đâu. Uầy. Vãi game. À đây rồi. Đây rồi, ok. Thanh niên cuối này. Úi dồi. À, dựng một keo cơ. Mình không biết là mình có nên đẩy qua không anh em ơi. Ui, phóng lựu luôn. Vãi game thật. Một viên đạn vào đầu rồi nhá. Coi chừng nhá. Coi chừng nát đầu nha em ơi. Ui, vãi thật mẹ, có phóng lựu này. Ghê vãi nhở. Ghê vãi luôn anh em ơi. Hơi căng. Ui, nữa hả? Hình như là bây giờ nó hết đạn phóng lựu rồi anh em ơi. Nó hết rồi. Ui, vẫn còn luôn. Vãi game thật. Nhiều đạn phóng lựu ra ma luôn anh em ơi. Làm sao? Chạy đâu hả? Ui, vào trong ngay anh em. Vào trong ngay không xanh mộ bây giờ. Ui, nó vẫn đang còn đạn phóng lựu luôn. Vãi thật. Ghê vậy. Hình như là nó lượm hai thỉnh phóng lựu luôn. Sợ quá nhở. Đứng lại em ơi. Vỡ đầu. Yes. Tôi muốn anh em ơi. Và ăn mừng nào. Cảm ơn tất cả mọi người đang xem video trên kênh của Kẹo nha anh em ơi. Các bạn nhớ like và chia sẻ video để ủng hộ cho Kẹo nhá. Giờ thì bye bye anh em. Và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo nha.